Today, hôm nay thầy Trọng TV sẽ giải đáp cho các bạn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó chính là nếu mình cho mượn xe thì việc gì sẽ xảy ra nếu như người mượn xe mà vi phạm giao thông, thì người cho mượn xe có bị liên đới chịu trách nhiệm hay không? Thì vấn đề này thầy Trọng TV sẽ giải đáp ngay sau đây. 2000 years later. Rồi vô vấn đề luôn nha. Đối với người chủ cho mượn xe thì sẽ có hai nhánh. Một nhánh thứ nhất đó chính là người mượn xe đã đủ tuổi vị thành niên, tức là từ đủ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi. Thì trong cái độ tuổi từ đủ 18 đến 60 tuổi mà mượn xe của người khác mà đi trên đường mà bị công an giao thông thổi lại vi phạm hành chính, thì đối với cái tội vi phạm hành chính cho người từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi mượn xe người khác để vi phạm đó, thì cái người điều khiển xe sẽ bị phạt hành chính. Còn nếu như người điều khiển xe từ đủ 18 đến 60 tuổi mà vi phạm hình sự, ví dụ đem xe đó đi trên đường mà đâm đụng với xe khác gây tai nạn mà bỏ chạy, hoặc là đâm đụng người khác mà không cứu chữa dẫn đến người đó phải nhập viện hoặc là gây ra chết người, thì người từ đủ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi phải chịu chi cứu trách nhiệm hình sự. Còn riêng đối với người chủ xe cho mượn xe mà không có thỏa thuận về cái việc chịu trách nhiệm khi cho mượn xe thì người chủ xe sẽ không chịu trách nhiệm. Đó là nhánh thứ nhất đối với người cho mượn xe và người mượn xe từ đủ 18 tuổi trở lên. Còn nhánh thứ hai là người mượn xe mà từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi mà mượn xe vi phạm hành chính, ví dụ như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, thì người cho mượn xe bị phạt từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng cho cái tội cho người chưa đủ vị thành niên mượn xe đó. Còn người chưa đủ vị thành niên mượn xe mà vi phạm hành chính như lạng lách, đánh võng mà mình vừa nói, không đội mũ bảo hiểm, thì người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ không bị phạt hành chính mà chỉ bị phạt cảnh cáo rồi ra hình thức gọi là răn đe thôi, tại vì chưa đủ vị thành niên, cũng chưa ý thức được cái việc mà mượn xe sẽ gây ra những cái rắc rối như vậy. Cho nên cái người cho mượn xe mà con mình chưa đủ 16 tuổi mà điều khiển xe thì rất là nguy hiểm, cộng đến một số cái trách nhiệm, ví dụ như chưa đủ 16 tuổi là học sinh thì chắc chắn sẽ bị kiểm điểm ở trên trường rồi kiểm điểm ở ngoài địa phương. Cho nên vấn đề này là vấn đề rất là nhức nhối dành cho xã hội. Nếu quý vị là phụ huynh, ví dụ là cha mẹ, cô chú, ông bà, thì đừng cho đứa bé mượn xe, mà đặc biệt là những chiếc xe từ đủ 50cc trở lên, vì tuổi chưa đủ vị thành niên sẽ không thể điều khiển một chiếc xe 50 phân khối trở lên mà chạy trên ngoài đường được vì chưa có bằng lái. Từ đủ 16 tuổi mới thi được bằng lái. Cho nên vấn đề này phụ huynh, ông bà, cha mẹ hãy gọi là nghiêm cấm, răn đe và cũng như là nghiêm khắc trong vấn đề cho con em mình mượn xe. Trên đây là những cái lưu ý của thầy Trọng TV gửi đến quý vị. Mong rằng thông tin này hữu ích đối với quý vị. Cảm ơn quý vị. Thấy hay những gì hãy để lại một like và chia sẻ cái thông tin này. Cảm ơn.